Bố mẹ thấy các anh đi sang thăm bà cụ 91 tuổi này, sang thăm nhà bà đây. Thế nói nhà bà bây giờ có cái sàn nhà mới đẹp lắm. Đó, thảm đúng rồi, đây là thảm đẹp rồi này. Xịn sò quá. Các cụ già ở cái nhà này, người ta gọi là housing, rất là rộng lớn. Đi thẳng, đi thẳng. Chỉ có hai người duy nhất đến đây chào hỏi thôi, đấy là hai cụ Vương Phân Phương, bố mẹ thầy Cao Anh. Về ở đây người ta ít chào chào lắm, người ta toàn hello. Ôi đẹp quá, mới sửa lại trông sáng sủa ghê. Quá, đấy, sàn gỗ luôn. Vào thăm nhà bà có chuyện là giống như chung cư ấy, bà ở tầng 1 không thể leo vào thang gì hết. Đấy, hành lang như trông như khách sạn 5 sao. Nhà gà Việt Nam với nhà gà đây sao? Đây đèo. Không cay khách sạn 5 sao luôn. Mỗi người một phòng. Đấy, bà là phòng 105. Bà có con trai con gái luôn nha. Nhưng bà ở một mình luôn. Con gái ở Việt Nam, con gái nữa ở Tennessee và mang dép ta luôn. Ui giời, đẹp quá. Sàn nhà đẹp ghê. Trời ơi, mời thầy. Ôi. Bà có cả quả địa cầu nữa. Địa cầu Việt Nam đấy. Ui giời, hôm nay gọn ghẽ quá nhỉ. Thầy thấy không, nó rộng không? Kéo cái cửa sổ mà kéo cửa ra. Đó, cửa này là kéo sao được rồi. Ấy bà này, có cả tủ lạnh này, có cả bếp nấu này, có cả đồ này. Ui chuối ngon chưa? Là đi sóng. Đẹp được, ra được. Bà còn có bàn thờ Phật nữa này. Ở thần linh nữa. Vườn này rộng. Hôm nay thầy các anh mang bầu mướp cho bà này, trồng cây này. Có bầu to không? Ăn tháng hết không? Mướp đâu? Mướp nữa bà nhá, mướp nữa này. Mướp vườn nhà mình đó. Cái giống này đi, cái giống mướp hương này. Không, có lắm. Rồi, có giống rồi. Nhưng mà cái giống mướp này thơm hơn là cái giống mướp xanh xanh. Mình có rồi. Đấy. Ôi đây còn có bầu và thấy to hơn. Bầu này là ăn từ giờ đến Tết có khi phải mang về Việt Nam luôn. Bà nâng lên còn khó ấy. Làm chắc không được đâu. Úi giời ơi. Này bán đi. Úi giời ơi. Có bầu này. Một cây vàng đây. Có bầu này, có bầu này dài 1 mét đấy bà. Đấy, quá trời ông này. Úi giời ơi. Bà mang cây đến trồng hôm nay bà được ăn quả đây. Không? Đấy. Nhà tam vườn của bà cái nào. Vườn của bà. Úi sàn gỗ này xịn sò này, sạch sẽ này. Đây có phải cây rau ngót không? Đúng rồi, bà có cả cây rau ngót luôn. Ôi. Rau cúc này. Rau ngót này. Đấy. Sao trồng cây tốt nhỉ? Ừ, tốt không? Rất tốt luôn. Ừ. Cho ngót này, chăm chanh cam có luôn, hoa hồng này. Đây. Ui, sao ở đây bà chăm cái mầm tốt thế này nhỉ? Cây này, nó xanh tươi vậy nhỉ? Do má, do má to. Xanh tươi lắm. Này. Ừ. Thầy đi chơi thằng nhà táo nó chín chín đẹp hết cả bà rồi. Táo chín quá rồi. Đây là cái rau ngót phải không? Đang rau ngót đấy. Thế sao không ăn mà để nó già hết rồi? Ăn không có kịp, tí nữa cắt ra để đem về bà nấu dùng đi. Vâng. Ui giời ơi, táo này, táo ngon lắm đây. Táo tàu đây. Đấy. Có một tí vườn mà xanh lắm ấy. Đây. Bà trồng bà tưới cái gì đấy bà? Bố tưới. Không còn này. Ăn quả táo này ngon lắm. Táo này táo tàu đấy. Quất. Bà có hoa thực dược này. Cây này là cây lá lốt. Mùng tơi. Mai mốt là chuyện. Hạt tiêu của bà, ớt của bà cũng nhiều quả. Cây rau má là tốt thế. Rau má. Không phải rau má. Cây mặt bình hồng. Không có ngót giá to thế nhỉ? Không, nó tốt đấy. Bà đấy tốt quá. Đấy, chỉ có tới nước thôi. Có cả nó già đi, nó vàng rồi. Ba chồng ấy hành cả hẹ đấy nữa này. Không, không phải đâu, cái tóc tiên. À, tóc tiên à? Thế là mắt mình lát mất rồi, không nhớ hành hẹ với tóc tiên thế nào rồi. Nguy hiểm quá. À, đây đẹp thật đấy. Đẹp thật à? Vâng. Đẹp không? Cây cối nó mát này. Đây là cái cây này nó mát. Mình đất này. Đấy, người già đây được hưởng đấy, hưởng trợ cấp. Mỗi một phòng đây là một người già. Mọi người. Nhà
Nhưng mà phải có quốc tịch. Và thẻ xanh cũng không được trợ cấp như thế này đâu. Muốn quốc tịch là phải học tiếng Anh, phải thi được tiếng Anh thì mới có quốc tịch, Mỹ được. Mới sướng được như bà. Bà giỏi lắm, gần 80 tuổi thi đỗ quốc tịch luôn. Tôi là một dãy giường này, người già Việt Nam một dãy giường. Nằm trên đấy. Phòng đẹp, sàn gỗ đẹp rồi, sàn gỗ đẹp quá rồi. Bà ném bớt đồ linh tinh đi rồi đúng không? Bà cũng có ông tắm đa luôn này. Đó. Bà có cả bà thơ đôi dép này, hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ có yêu nhau, đâu mà chẳng rời nửa bước cùng gánh pháp. Nửa nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi của nhau. Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao. Cùng chia sẻ sức người đời trà đạp. Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác. Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế đều trở nên khập khiễng. Giống nhau lắm, nhưng người đi sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu. Cũng như mình trong những lúc vắng nhau, bước hụt hẫng, ngả nghiêng về một phía. Dẫu bên cạnh đã có người thay thế, mà trong lòng và nỗi nhớ cứ chênh vênh. Đôi dép vô tư khăng khít, song hành chẳng thề nguyện mà không hề giả dối. Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội. Lối đi nào cũng có mặt cả đôi. Không thể thiếu nhau trên bước đường đời. Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái. Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại. Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung. Hai mảnh đời thầm lặng bước song song. Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc. Chỉ còn một là không còn gì hết. Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia. Bài thơ này của Nguyễn Kim Kiên. Và có bài thơ này đây. Hay quá đi. Bây giờ là buổi chiều Việt Nam và là buổi sáng buổi chiều Mỹ và buổi sáng Việt Nam. Chào buổi sáng, chúc buổi sáng các bạn vui vẻ. Hôm nay các anh đưa bố mẹ đi chơi, sang thăm bà cụ 91 tuổi hay nuôi các anh khi mà ăn học ở Mỹ. Bà rất là tốt bụng. À, con cái của bà cũng tốt bụng lắm, giúp đỡ thầy các anh rất là nhiều khi học ở Mỹ luôn các bạn nhỉ. Đồ ăn nhà thầy các anh thì không bao giờ hết, bà cho các loại luôn. Bà còn sắp về Việt Nam chơi nữa. Hôm nay tham quan thăm bà để tháng sau bà về Việt Nam chơi một tháng luôn. 91 tuổi mà bay máy bay một mình luôn. Năm nay bà về ngày tháng mấy, tháng 11 à? Tháng 11. Ồ, 7 tháng 11 là bà về rồi. Đấy, bà tự đi một mình đúng không? Tự đi một mình à? Thầy kiếm được một người nữa đi đấy. Ủa? Đi hai mình nói thầy kiếm hoài mà thầy không kiếm. Bây giờ không thể kiếm được đôi dép. Bây giờ không thể kiếm được đôi dép kia nữa rồi. Đi một mình khổ thế. Mới tính đấy, như thế này đấy, 91 tuổi vẫn lên máy bay đi một mình về Việt Nam. Đi một mình ấy. Giỏi không? Lên đến nơi lên máy bay lại hai mình. À, giỏi lắm người. Đấy, một mình bà ở một cái phòng như thế này rất là thoải mái này các bạn. Có cả phòng khách này, có cả phòng ngủ bên trong này, cả phòng vệ sinh, phòng ngủ của bà này xịn xò lắm. Cả phòng vệ sinh bên trong này nữa này, xịn lắm. Có tivi này, loa đài các loại. Bà là một người rất được yêu ái ở đây. Bà giỏi, bà thông thái nhất ở khu này. Nhiều tuổi nhất nhưng mà thông thái nhất luôn. Thấy được không? Quá được. Nó sạch lắm rồi thầy. Rồi. Sạch quá luôn đúng không? Rồi, thầy sẽ tặng bà một cái máy hút bụi tự động. Thầy, con robot nữa là xong. Nói không có tí nữa sợ nó quên. Rồi. Có một ít cái giấy này này, thầy có dùng không? Thầy dùng này, để đem về thầy dùng. Giấy trắng đúng không? Dạ, giấy trắng đấy. Ok, lát thầy trở về. Rồi, thao hồ học rồi. Ok, ok, thank you. Bao thơ nữa này. Bao thơ nữa. Không phải, cái bao gì đó. Bao bì. Đựng thư. Có đựng là lá số tử vi không? Đựng là lá số không? Chắc phải gấp đôi rồi. Ok, gấp lá số cho vào. Ok luôn.
Ồ, cái này vừa mà. Không được biết luôn. Vừa. Đấy. Rồi, báo thư đây. Thì ok, đáp thầy trở về. Thanh toán hết. Thanh toán hết. À thanh toán hết cho thành nó gọn gàng. Đúng rồi, lần này thầy sang nó cho gọn gàng hơn đấy. Chắc là hai con gái bà lâu từ hôm sửa nhà giờ chưa sang đúng không? Hôm nay thầy cho anh quay cho mà xem này. Một mình bà dọn được cái nhà này là quá giỏi rồi. Hôm nay là còn con nữa đấy thầy, con nữa mới biết đi 4 cái vali. Úi giời. 4 cái vali hôm đó, 2 cái là 6 cái. Thế à? Công nhận là hôm nay sang gọn ghẽ hơn hẳn. Cái giường này vứt đi rồi. Úi giời, giường này vứt đi. Nhớ không? Đúng rồi, thầy nhớ rồi. Úi giời, bây giờ lại còn 2 bàn uống nước cơ. Đấy, 2 bàn. Phòng ngồi. Phòng này tiếp khoảng 20 khách đấy. Nếu mà bàn nữa là có bàn người gấp rồi đó, lấy ra là mình ngồi chằn dài luôn. Ok. Mà cái sàn này trông nó sạch sẽ nhỉ? Sạch lắm rồi thầy. Đỡ. Có cái máy robot vào đây nó hút hết cả nhà bà luôn. Hôm tới thầy tặng bà một cái nha, rồi hướng dẫn sử dụng luôn. Đấy. Đây là đồ kia thầy biết đi đâu không? Đồ kia không biết, cho đi đâu đấy. Về Việt Nam à? Về Việt Nam. Úi dồi ôi, Việt Nam sắp có quà rồi, bà chuẩn bị mang cái thùng này về rồi. 3 thùng mà chưa có mua. Bà chuẩn bị 3 thùng này về Việt Nam rồi. Anh em họ hàng chuẩn bị ra nhận quà của bà nhá. Bà thầy biết về như thế đó mà mỗi người chỉ được có một gói. Tại vì bà đông anh em con cháu quá mà. Bà bây giờ thành người, bà bây giờ thành người nổi tiếng ở Mỹ rồi. Nói tao chỉ sức tao mang được có thế, máy bay nó cũng có nhận đó. Kinh rồi, kinh khủng rồi. Trời ơi, bà già gì đâu mà tha lôi quá trời vậy làm sao? Bà giỏi lắm. Rồi, chào buổi sáng thầy, các bạn nhé. Thầy có đi học không? Thầy có, dạo này thầy nói tiếng Anh hơi bị siêu. Bây giờ thầy đi ra ngân hàng giao dịch là không cần phải người phiên dịch nha. Thầy lên DMV làm lại giấy tờ không cần người phiên dịch nha. Thầy làm việc bảo hiểm không cần người phiên dịch nữa, thầy tự nói được luôn.